Những ngày qua, trên mạng xã hội cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, lan truyền mạnh mẽ một hình ảnh gây xúc động. Đoàn công tác gồm 13 cán bộ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu, trực tiếp có mặt tại vùng tâm lũ Thừa Thiên Huế để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, không may gặp nạn và hy sinh. Hình ảnh trên đường tiếp cận Thủy điện Rào Trăng Ba được ghi lại cũng là hình ảnh trong hành trình cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 13 thành viên trong đoàn công tác. Sự hy sinh quên mình vì nhân dân trong lũ dữ của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các thành viên đoàn công tác đã in đậm trong trái tim nhân dân cả nước. Hành trình của các anh sẽ luôn được tiếp nối, bởi đó cũng chính là hành trình của Bộ đội Cụ Hồ, hành trình vì nhân dân. Tôi với anh Man là một cái cặp song hành cùng làm việc với nhau thời kỳ anh làm chỉ huy trưởng, tôi là chỉ nhị. Quảng Bình thì là một cái địa bàn rất là thường xuyên bị cái bão lụt thiên tai, thì đồng chí chỉ huy trưởng luôn đi vào những cái chỗ khó khăn nhất để trực tiếp chỉ huy động viên bộ đội, nhất là những vùng lún lụt bộ đội mà tại Thừa Thiên Huế đấy. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là cũng trong cái bản chất của người lính, của người chỉ huy và cũng là một người lính, đồng chí Man đã thể hiện cái sự quyết tâm dũng cảm của mình với tinh thần là cứu dân là trên hết. Những hình ảnh cuối cùng trong hành trình cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Trong mưa lũ, một vị tướng quân đội đầy giản dị và xông pha vì nhân dân như bất kỳ người lính dưới quyền nào. Việc thì gấp, vì nhân dân chúng ta có chuyến đi. Câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Trên đường trở về, sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế cho nhân dân các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế, được tin về sự cố thủy điện Rào Trăng Ba, đoàn công tác đã lập tức lên đường để ứng cứu người dân. Vì an nguy của những người đang mất tích, đoàn đã nỗ lực băng rừng để có mặt tại hiện trường, bất kể hiểm nguy và đêm tối. Một phần quan trọng trong đời binh nghiệp Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là những hành trình đến với nhân dân như thế. Khi còn công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đồng chí là người đặc biệt sâu sát với công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Luôn hiện diện từ rất sớm tại những điểm nóng để chỉ huy, động viên bộ đội là tác phong quen thuộc của người chỉ huy trưởng. Cái ý thức mà sẵn sàng xông pha, sẵn sàng là đi vào những chỗ khó khăn nguy hiểm nhất, nó không phải là chỉ có là trong cán bộ chiến sĩ mà đứng đầu là cái người chủ trì, người chỉ huy như đồng chí chỉ huy trưởng. Từ đó nó lan tỏa, nó tạo được cái tinh thần đó cho trong cán bộ chiến sĩ. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, quân khu 4 kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Đúng trong cột mốc kỷ niệm 3/4 thế kỷ quên mình vì nhân dân của lực lượng vũ trang quân khu, có những người lính không được chứng kiến giây phút ý nghĩa ấy, vì họ đã mãi mãi không trở về khi thực hiện nhiệm vụ cứu giúp nhân dân. Vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã dừng chân trên hành trình cuộc đời binh nghiệp. Một hành trình gian nan, vất vả và đầy vinh quang. Nhưng hành trình ấy sẽ không dừng lại, bởi đó là hành trình mà các cán bộ, chiến sĩ, quân đội nhân dân Việt Nam vẫn đang bước tiếp. Hành trình vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục học tập, nêu gương vai trò trách nhiệm của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các đồng chí trong đoàn, để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Vì nước, vì dân, sẵn sàng là những chiến sĩ đi đầu, đi đến những điểm khó khăn để vì hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân. Rốn lũ Tân Hóa, tỉnh Quảng Bình, hôm nay vẫn mưa nặng hạt và nước vẫn dâng lên. Cuộc sống dù gian nan nhưng vẫn còn tiếp diễn. Chỉ có điều, giờ đây người dân Tân Hóa sẽ không còn thấy được người con ưu tú của quê hương từng bao lần chỉ huy đồng đội giúp đỡ bà con năm nào. Nhưng hình ảnh của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, một người lính giản dị,
người chỉ huy kiên trung, tận tụy với nhân dân thì vẫn sống mãi trong trái tim muôn triệu con người.